Anh Đỗ Đức Hiển làm nghề lái xe ôm nhiều năm. Khi nghe tin có đề xuất bỏ niên hạn dành cho xe máy, anh vô cùng hoan nghênh. Nhưng anh cho rằng để phương án bỏ niên hạn xe máy được tối ưu với mỗi người dân, cần phải tự có ý thức sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện của mình. Nếu mà bỏ niên hạn đi thì là cái tiết kiệm cho người dân đấy, một cái ủng hộ kinh tế cho người dân rất là nhiều. Nếu mà nó lâu quá thì thực tế là xe thì quan trọng là cái người điều khiển thôi. Đi thì nếu mà xe nó gọi là nó cũ quá rồi, nó không đảm bảo nữa thì tự bản thân người dân sẽ tự ý thức được, tự thay thôi. Cũng như anh Hiển, nhiều người dân cho rằng cần có quy định cụ thể đối với việc bảo trì, kiểm định phương tiện trước khi bỏ niên hạn sử dụng dành cho xe cơ giới để góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Kiểu đi kiểm tra thì những cái nào không được ấy thì người ta sẽ thay thế cái mới thì nó sẽ an toàn hơn. Vẫn phải có cái gì đấy đăng kiểm hoặc là ấy gì để nó bảo đảm an toàn. Thực ra là mình nên có cái gì đấy đưa ra hợp lý và chính xác để mà xử lý những vấn đề này. Mình nghĩ là nên có một cái gọi là định kỳ như kiểu đăng kiểm ô tô ấy. Đấy thì để họ, những cái dòng xe cũ họ đi ra đường họ sẽ phải có cái kiểm niên hạn đấy, kiểm tra định kỳ đấy. Để người ta biết người ta đi ra đường để người ta làm sao để tránh gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đề xuất các trường hợp xe cơ giới không áp dụng niên hạn sử dụng xe bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô chuyên dùng, remorque, semi-remorque, xe cơ giới của quân đội, công an dành cho mục đích quốc phòng, an ninh.